Bây giờ em này tiếp tục thay cái bạc của cái đầu gầu nhá. Đây, giờ phải đóng chốt ra. Thay bạc đầu gầu. Hai bên hai cái căn. Vỡ không? Không vỡ. Không vỡ. Vỡ không anh? Chưa vỡ. Đi tháo ra. Tháo ra cho căn luôn. Không vỡ. Không vỡ anh ạ. Dạ. Ừ. Thế là do căn thôi. Căn. Nguyên thế này. Nó gọi sứt tí đầu mép đúng không? Sứt tí mép không sao. Để cho căn vào thôi. Cho nhanh. Lúc nào vỡ thì thay xong. Đồ căn ấy có đấy. Sẵn. Căn thì nó cái gì cũng là không toàn chứ. Không thế ấy, nói nhầm. Toàn chuyên căn này. bạc có sẵn rồi lúc nào thay xong. Cái con 310 kia lúc nào đấy cũng phải thay bạc. Mỗi con đấy giờ thay thì quả gian nan. Sao? Con đấy giờ thay rồi phải nhân hết cả, tháo hết cần. Đùi chân cần to. Nó là thay bạc gì nhỉ? Bạc chân cần. Bạc chân cần kia á? Vâng, chân cần to. Ấy sao? Đội như kệ đâu. Thì giờ nó cũng không, nếu thay ở khu của khu vực này thì được này, khu vực cầu này. Còn ở đây mà bây giờ thế thì ôi, con đấy thì phải có đập hết hai cái khớp trên này, hai chân to, hai chân. Nếu mà bây giờ thay ở đây thì phải có cẩu. Đấy. Không, mình làm sao thay được? Mình phải tháo hết ra mới đầu cẩu. Phải có cẩu mới thay được chứ. Con chuyên. Con này cái đấy mình thay được thay vất lắm. Con này cũng hơi bị vựng tí. Con này còn vất nếu mà bây giờ thay. Con đấy bây giờ làm ra còn mất nhiều thời gian luôn. Con đấy nó chúng nguyên nguyên cái đầu đầu này là đúng là con đấy bây giờ phải làm lại cái đầu cần này. Cho cái bạc vào nhá, cho bạc vào trong rồi nó rỗng hết hai bên này. Ừ. Tức là nó không khít đi đúng không? Hả? Nó không khít đúng không? Nó không khít được, khoai nó lét hết. Nó lét hết rồi. Cái bạc đầu cần thì phải thay rồi. Không rỗng rỗng nên thay. Thay nguyên cái bạc đầu cần này thôi. Ừ, bạc đầu cần nó là không thay rồi. Không thay đúng không? Có thay. Có thay. Cái đấy là có thay à? Cái đấy có thay mà. Nó có thay nó ngủ đây nhỉ. Hả? Cái 110 ra nhỉ? Cái đấy của nó á. Trên kia có một cái à? Đấy có nó một cái trên kia. Trên kia có một cái thay phải thay hai cái hai bên đúng không? Thế thì mới có một cái. Của nó là 110 ra, bạc to. 110. Trên kia 110. 110 bạc tai. Bạc tai 110. Vỡ hết cho nó xuống nhá. Đây anh tí khít cho em cả cái bạc này. Chưa vỡ các bạn. Đây, bây giờ thêm căn vào đây. Đỡ lắc. Cắn thì có gì. Có cắn nữa mà cháu cắn. Đây. Tòa này chuyên căn. Hôm nào cũng mang căn theo. Cái dây kìa, nó vào cái dây. Thế ơi. Đừng để cho di chuyển cái này. Đi. Em không đừng được. Cái này cái này dưới phải cố định. Ra tay đi. Sao bên kia gì? Quay qua bên kia gì? Rồi, ra tay đi. Vừa ra tay vừa kết hợp ấn xuống, vừa ra tay vừa ấn xuống để cho không chạy ấy. Đấy, ra đi. Kết hợp tay vào. Thôi, quá rồi. Lên một tí. Vừa lên vừa đóng xuống, vừa lên vừa đóng lên xuống. Thôi. Bên anh An nào, cơ nồng. Đang sau một tí. Đang sau một tí thôi. Tỷ thôi. Ô. Tí nữa. Một tỷ thôi. Thôi.
xít thì kịp rồi. Chưa được không? Đấy, chưa được không? Hơi nhân lên 1 tỷ đấy ơi. Nhân lên 1 tẹo thôi. Ra sao mà ra sao thế? Rồi. Cho anh 2 cân vào đây. Cho lại cái dây vào một cái. Cho vào đi, thằng nào 4 cái hết. Thôi qua được đây. Quay toa ra. Rồi. Thôi, 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 từ từ. Đủ lại thì. Không vừa à? Để búa đóng xuống. Để búa bé. Cái này thì lại nhẹ nhàng quá. Bà mất rồi. Xong. Vấn đề nào rồi?